Ok, Câu Cá Đu xin chào quý vị và các bác nhá. Thì hôm nay Câu Cá Đu xin giới thiệu cho các bác biết một chiếc máy. Một máy các bác nhìn thấy to không? Bàn tay mình này. Đó, để bàn tay này. To chưa? Chiếc máy này thì có thể đánh biển và cũng có thể đánh cá tra nhá. Đó. Đây là chiếc máy của Zareline. Đó, các bác có thể search lên YouTube. Đó, thì cũng có rất nhiều cần thủ người nước ngoài review về chiếc máy này. Thì hôm nay thì Câu Cá Đu được có được sở hữu được chiếc máy này nên là Câu Cá Đu sẽ giới thiệu cho các bác xem. Đó. Thì cái máy này á là máy 9.000 nha các bác. Nó có 12 cộng 1 bọc đạn này. Đó. Không có gì nhiều lắm. Thông số ở ngoài nhá. Thông số ở ngoài nó sẽ là Radio là 4.1 trên chia 1. Đó, dây 0.5 thì quấn được 275m. Quá dài. 275m. Cá lôi mỏi đuôi cũng không hết được dây. Đó. Như các bác có thể nhìn thấy đây chiếc máy của chúng ta. Nhìn chiếc máy nhá. Trời ơi. Wow, nó thật là to. Đó. Hộp thì còn một túi bóng thôi và một túi vải để mình đựng máy thôi, với một cái thẻ bảo hành của nhà sản xuất. Đó, cũng không có gì. Mình sẽ vứt gọn ra một bên. Quan trọng là chiếc máy của chúng ta. Đó. Thì như các bác đã biết ấy, một thể môn thể thao đánh giải mà giải cá tra thì nó cần sự nhanh này, kéo cá nhanh này, lên cá nhanh này và sự quại cá phải khỏe này. Đó, chiếc máy này thì đáp ứng được nhu cầu của môn câu giải cá tra này các bác. Đó. Cá lên đó mày, quất mày. Cá lên đó. Cá lên đó. Giờ đầu xiết luôn bê. Đó, như bác nhìn thấy video câu cá tra đấy, các cần thủ thì nó quại hết sức mình luôn mới lên được cá tra. Đó, các bác có nhìn thấy chưa? Thì đây mình sẽ so sánh một chiếc máy AC5000 mà mình mới giới thiệu trên câu cá kênh Câu Cá Đu. AC5000 này, xem độ 5000 với 9000 nó khác nhau như thế nào. Đó. Các bác có thể nhìn ra mình giữ thẳng hai cái giống nhau, bằng nhau. Các bác có thể nhìn thấy không? Như cha với con ấy. Quá khủng luôn. Đúng không? Quá khủng. Đó, mình để cân bằng giữ ấy. Đó. Đó, đây là chiếc 5000, đây là chiếc 9000. 9000 của thế hệ này nó to. Thì cái máy này thì được rất nhiều các cần thủ đánh biển cũng như là câu cá những con cá to ở nước ngoài sử dụng và đánh giá rất cao, nên Câu Cá Đu sẽ cung cấp sản phẩm này trên thị trường Việt Nam. Đó, cái này là của Trung Quốc nha các bác. Đó, thương hiệu Dai, Dai. Đó, mình sẽ đi chi tiết từng bộ phận của chiếc máy này nhá, quá khủng luôn. Đó, đây là logo của nhà sản xuất này, tiếng Trung Quốc này. Tên máy là ký hiệu máy là LG 9000. Đó, như ở ngoài vỏ hộp thì cũng điền, thì dây 25 lb thì quấn được 375m, radio là 4.4.11 chia 1. Nghĩa là nhiều bác cũng hỏi mình cái vòng quay thì thứ nhất là quay một vòng này, thì cái vòng quay cước này thì nó quay được 4.11 vòng. Ok bác nhá, nhìn khủng thật, khủng quá cơ. Đó, mình sẽ tháo ra cối cước cho các bác xem nhá. Đó, đây là nắp này. Nắp của nó này, bằng kim loại này. Đó. Cái này cái này ấy
là có một lớp đệm cao su nhá, để chống nước vào cả bạc bên trong nhá. Đó, đây là đệm cao su này. Như các bác biết là người cao su thì nó rất khít để chúng ta chặn nước, đúng không ạ? Đó. Đó. Ồ, đây là chốt kim loại này. Bên trong kim loại này. Đó, ốc này hay nhỉ. À, cái đặc biệt là không có bánh răng như mọi chiếc cơ máy khác nhá. Cái này của nó là cái kìm kẹp này bằng kim loại thép, có một cái bạc ở đây. Đó. Kêu mình chưa thử độ kêu cơ. Đây bên trong nó là thiết kế trong này rất nhỏ gọn nhá, để tránh nước vào nhá. Chúng ta có thể câu biển được cái máy này nhá các bác. Nó cối kim loại này. Tay quay bằng kim loại này. Đó. Thiết kế rất giống con ba mấy triệu của Daiwa ấy. Đó, các bác có nhìn thấy. Thiết kế cong này, cái này vùng ra để đỡ chạm này. Chúng ta tạo cảm giác quay này, rất khỏe. Tay rất có lực để quay luôn. Quại cá thì khỏi nói không. Đó, màu sắc này. Chúng tạo nên một ánh vàng rất đẹp nhá. Đó. Đó, đây là cái này thì nó không giống như của Daiwa là vì nó là vặn ốc không, siết ốc. Ai quay thì siết tầng tánh bằng cái tay cầm luôn. Này siết ốc thì hơi khó cho bác nào kiểu không linh hoạt lắm ấy. Đó. Đây là ốc của nó, giữ tốt. Tay quay chúng ta này. To hơn nhá, cái này to hơn nhá. Cũng 5 cạnh. Tay quay bằng kim loại nhá, chống rỉ nhá. Bạc đạn ở trong này. Đó thì chiếc máy này thì đó, mình quay lên cho các bạn xem nhé. Rất chân tru nhá, máy này 12 cộng 1 bằng đạn thôi nhá. Đó. Rất chân tru, mình chưa lắp vào mình quay. Ui. Đó, thôi mình sẽ lắp vào nhá. Mình lắp vào mình quay cho các bác xem nhá. Đấy, tổng thể của chiếc máy này thì nó cũng là một, nó khác các thiết kế của máy nhỏ là cái bu này, nó nhỏ, nó thon lại đầu để cho chúng ta không bị nước vào ấy. Cái càng này nó cũng rộng này. Càng này cũng mở rộng hơn. Mình sẽ lắp vào nhá. Đó. Mình sẽ quay thử cho các bác xem nhá. Chân chu các bác. 12 bậc đạn. Rất nhẹ nhàng. Cái máy này thì có trọng lượng là 690g nhá, thì gần 700g nhá. Cũng hơi là nặng đấy. Nhưng mà mình câu cá tra thì máy mình để dưới chống cần rồi. Thì khi có cá mình quại cá thôi. Quại cá thì cảm giác càng lực mạnh càng tốt rồi, càng thích rồi. Đó. Máy này quại cá thì khỏi nói rồi. Một vòng quay này thì chỉ được 4,11 trên một lần quay thôi. Nhưng mà cái cối cước này nó to, nó đựng được nhiều cước. Mà một vòng cước này nó sẽ là nhiều. Quấn được nhanh, thu dây nhanh hơn. Đó. Đây có chốt đảo chống đảo chiều nhé. Máy này rất chắc chắn luôn, kiểu không bị dơ chứ gì luôn đấy. Đó, đây là hình dáng của chiếc máy của ta. Hệ thống cái này gọi là đẩy lên để xuống để quấn cước, chia cước cho đều này. Đó, đây là chiếc máy của chúng ta nhá. Thì đây mình có hai chiếc. Mình mới nhập thử xem có bác nào thích cái máy này không thôi. Chỉ được có hai chiếc thôi. Đó. Hai chiếc này nhá. Thì các bác nào muốn sở hữu ấy, thì có thể liên hệ ngay với câu cá Edu hiện với số điện thoại hiện trên màn hình nhá, cũng như là Zalo số điện thoại đó nhá. Không thì cũng hết là phải đợi đấy. Thì các bác đặt thì mình mới nhập được tiếp nhá. Vì mình không biết là thị trường Việt Nam mình ưng cái sản phẩm này không, vì nó thấy khá to, khá bạo lực. Mình có được cái cacha biển thì không cần thiết lắm. Hai máy của chúng ta. Mình so sánh với máy này. Khá là nhỏ bé đi. Mình sẽ để đây. Khá là nhỏ bé luôn.
Ok các bác nhé, để đặt mua cái sản phẩm này thì các bác liên hệ với Câu Cá Đu qua số điện thoại hiện trên màn hình là 0914 nhé, 726862, cũng như là vào fanpage Facebook là facebook.com/CauCáEDUVN nhé các bác. Đó, thì giá của sản phẩm này mình sẽ để trong phần mô tả cũng như là tiêu đề của video nhé. Ok các bác, máy khủng chưa, khủng chưa. Đó, mình sẽ các bác chiêm ngưỡng, quá khủng. Ok các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Ok, bye bye.